Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Nga ra mắt tên lửa siêu thanh Lichinka MD, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với Mỹ. Tên lửa siêu thanh Lichinka MD sẽ là vũ khí tấn công tầm xa thế hệ mới dành cho tiêm kích Su-57, thay thế cho loại KH-31 Krypton. Tên lửa siêu thanh Lichinka MD, vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của tiêm kích tàng hình Su-57, đã chính thức lộ diện trong một tấm ảnh dạng đồ họa vừa được Bộ Quốc phòng Nga phát hành, cho thấy hình dáng sơ bộ của nó. Lichinka MD dự kiến sẽ thay thế loại KH-31AP Krypton trong vai trò vũ khí tấn công mặt đất, mặt nước của tiêm kích tàng hình Su-57. Nó được cho là sẽ vừa với khoang trong thân thay vì phải treo bên ngoài. Điểm đáng chú ý ở đây đó là tên lửa Lichinka MD có hình dáng bên ngoài, đặc biệt là phần đầu, khá giống đạn 3M55 Onyx Yakont, thay vì sở hữu thiết kế tương tự loại 3M22 Zincon như nhiều dự đoán trước đó. Thông số cơ bản của tên lửa Lichinka MD cho đến nay vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phạm vi tiêu diệt các mục tiêu của nó ít nhất sẽ là 500-600 km và tốc độ bay của tên lửa có khả năng đạt Mach 6-7. Trước đó, trên nguồn tin của Trung Quốc, nhà phân tích quân sự của tạp chí, ông Wang Yanan đã bình luận về thông tin Nga đang chế tạo một loại vũ khí lợi hại như tên lửa siêu thanh Lichinka MD. Theo vị chuyên gia, ngay sau khi tên lửa Lichinka MD được tích hợp trên chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57, khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương của lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ tăng lên đáng kể. Ông Wang Yanan nói, nếu các máy bay chiến đấu tàng hình được trang bị tên lửa siêu thanh, điều này sẽ cho phép Nga phóng vũ khí đến gần kẻ thù hơn, cũng như tăng xác suất tiêu diệt chúng. Chuyên gia quân sự Wang Yanan nhắc lại rằng, Nga có các tên lửa siêu thanh Kinzo, Pioneer, Zincon. Ngoài ra, Moskva còn đang phát triển một loạt các tên lửa siêu thanh tầm xa có mã định danh KH-95 cho máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3M và Tu-160M2. Tại thời điểm này, nước Mỹ vẫn chỉ đang ở giai đoạn phát triển công nghệ đối với loại vũ khí như vậy, trong khi một số thử nghiệm tên lửa siêu thanh diễn ra gần đây đã kết thúc thất bại. Ông Wang Yanan khẳng định, Mỹ hiện đang tụt hậu rất xa so với Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh, và không hề dễ dàng để Washington có thể thay đổi hiện trạng nói trên. Ngoài việc Mỹ không có chủng loại tên lửa tương tự như Nga, họ cũng thiếu những hệ thống phòng không có khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh như Lichinka MD. Chính vì vậy, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh, Nga đã giành được lợi thế lớn trước Mỹ, và đây rõ ràng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với Washington.